cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong điện thôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm gì. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cha hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài được chân